Tết này tự nhiên cùng điện thoại Vivo, mong Tết xung vầy, sự Tết đông đầy, ưu đãi giảm đến 500.000 đồng. Thưa quý vị, bởi vì ngày hôm nay tôi là ông nội, tôi đã giới thiệu trò chơi lúc mà mở màn rất là kinh dị và nguy hiểm, nhưng mà tất cả những anh em đều đã biết mua đồ của tôi, còn hùng ngược lại tôi nữa, nên hồn phách tôi hiện tại nó không ổn định lắm để mà dẫn dắt câu chuyện này. Vì thế tôi đã cử ra một người anh của tôi để mà kể câu chuyện này một cách hùng hồ. Hùng hồ đầy đủ cười, đó chính là anh Tràng Dương Trường Giang. Chúng ta sẽ có sói, có dân làng, có thợ săn, có phù thủy, có già làng. Trò chơi chuẩn bị bắt đầu. Ngủ đông rồi mọi người ơi. Em ngủ đông rồi. Đêm qua đã có một người. Một người. Thiên thu vĩnh biệt. Đó chính là Trường Thi Dịch. Ủa? Trời ơi, mở mưa. Im lặng luôn á. Rồi xong luôn, dứt đầu tiên. Lên ngồi luôn. Anh Vinh là gì vậy? Không sao anh. Anh lên ngồi. Đợi chút. Cứ giấu bài lên ngồi luôn. Và cái chết đó rồi. Là một cái chết nhẹ nhàng, nhưng còn một cái chết khác nữa. Hả? Hai người luôn đó. Vậy là lỡ hoài rồi. Liên bệnh phải. Rồi, hiểu hơi rồi. Trời ơi. Nói nghe. Đâu dù nói luôn cũng được mà. Lên. Là một con sói. Vậy là thợ săn. Vậy có nghĩa là một trong hai người này là thợ săn. Ừ, một trong hai người này là bị bắn chung và sói giết một người. Và sói giết kiểu như sói giết bạn và con người. Điều đơn giản nữa nha mọi người, có thể mình cũng sẽ đoán một lần là anh Vinh hoặc là Phát, có thể là trưởng làng. Không, trưởng làng gì? Trưởng làng chết thì cũng vẫn còn mạng chứ. Nhưng mà đêm đó anh Vinh bị giết hai lần thì sao? Anh Vinh bị giết hai lần thì đâu có chuyện mà Phát chết. Đúng rồi. Phát bảo vệ sai người. Chỉ có thể là thợ săn thôi. Rồi quán cho. Bảo vệ sai người. Rồi hết giờ. Biểu quyết chưa biết không biểu quyết được. Chưa. Thì ngủ thêm giấc. Vậy thì. Chưa biểu quyết được. Không biết, không dữ liệu. Không có dữ liệu gì để mà suy đoán ai là sói đó. Biết bậy nữa. Xin cho chúng tôi đi ngủ ạ. Đây là một ngôi làng không thích làm chỉ thích ăn vậy. Có la để ngon mình mời đi ngủ. Khó hiểu quá. Nghe ngủ nhé. Tỉnh giấc. Tỉnh giấc. Đêm nay cũng hơi lâu. Trời ơi, quán trời. Lâu quá. Đêm qua tại Chắc Đào đã có một vụ án mạng xảy ra. Đừng nhìn tôi. Anh đừng nhìn tôi. Và người dân làng đáng thương đó. Là chưa vào. Trời ơi bảo tố. Rồi hiểu hơi rồi. Trời ơi. Nói nghe. Đêm nay cũng hơi lâu. Trời ơi mặt trời. Trời ơi quán trời. Là chưa vào. Trời ơi bảo tố mưa xa. Trời chết. Oh. Lên.
đến thế gian rồi. 2, 4, 6. Hai con sói còn sống và thợ săn đã chết. Một dân làng đã đi và một thợ săn đã đi. Vậy là quỷ dân làng bắn bậy rồi. Bọn quỷ dân làng bắn bậy rồi. Bắn người dân làng rồi. Tôi rất quan trọng. Vậy là còn bắn bậy dân làng là thợ săn chết đúng không? Dân làng chết luôn. Kéo theo. Ủa nếu vậy thì sói giết sói thợ săn. Sói. Khúc này rối. Chúng tôi hai con. Hai con luôn á. Vẫn còn hai con trong đây. Hai con sói giang ác này sẽ nằm ở đâu? Em nghe bọn tiếng thở, còn một bảo vệ, còn phù thủy, còn dân làng, còn già làng. Hai con sói dân làng, già làng. Dân làng là tức có ba dân làng với một già là bốn người đúng không? Ừ. Chị trong đây hai sói lại làng. Anh Vinh là ngay từ đầu ông đã phán rồi là thế nào cũng bị chết. Do người những chuyện nói đây là con sói gian ác bị chết đầu tiên. Với lại anh chơi nhiều kinh nghiệm nên mọi người rất là sợ anh tìm ra con sói. Anh cứ cho em về không? Sói. Về quá. Con sói, người bảo vệ, phù thủy. Già làng luôn. Già làng. Hai người này lắm lem. Thật ra là cái cảm nhận về hai bạn với lại tất cả mọi người ở đây nó chưa có đầy và đủ. Thì em cảm nhận bằng hơi thở. Có thở gấp không? Thở gấp không? À, dầu mà. Mỗi lần mà em nghe là sói tỉnh dậy. Âm thanh sao? Im lặng cực kỳ nha, nhưng mà khi mà nói những cái người sau đó thì lại nghe tiếng cười cút kít nhẹ nhẹ. Mà khi mà úp mặt á, mà nghe á, mình biết liền. Giờ thính giác của em bên này. Đúng ạ. Thì em nghi ngờ con bé đen thùi lùi này là sói. Tại vì em cảm giác rõ ràng lắm. Ồ mẹ cánh trái chúng ta một con sói à. Một phút xong rồi đó. Hết chưa? Một, hai, ba. Ngân chỉ cho hút đúng hướng nè. Như vậy thôi. Như vậy được cô gái đến từ Long Xuyên nhận được 4 lời kêu gọi. Đó chính là thắng. Thắng có 30 giây. Không phải bị nhiều, tại vì em dân làng không có gì hết. Thì mọi người giết dân làng thì thôi, đâu có gì đâu. Trời ơi, hồi nãy có quyền năng, xong bây giờ lại đó. Rồi nằm trong dân làng cũng được là già làng. Đâu có à, vậy là giết đúng sói rồi. Chính thắng. 3, 2, 1. Vì mọi người nói đó. Thắng đại xuống. Rồi mọi người sẽ hối hận. Đợi rồi coi. Thẳng đài xuống. Đợi rồi coi. Lên là 1. Đợi rồi coi nữa. Đợi rồi coi nữa hả? Như vậy chúng ta còn 5 nhân vật. Khả năng ai là ai thì chưa ai biết hết. Đêm lại buồn xuống rồi. Nước tăng lực Rock Energy Tasty. Vị xoài xanh muối ớt. Ngon bùng vị. Thỏa chí khám phá. Chơi là chạy. Đắp là bay. Trên Traveloka. Đêm thứ 3 trong ngôi làng ấy. Sói vẫn rình rập xung quanh. Sói tiến vào ngôi làng. Qua dữ dội. Và bản tính con sói là bản tính gì? Đêm nay nó sẽ chọn một nhân vật. Đã chọn. Báo bảo vệ thức dậy. Báo bảo vệ. Bảo vệ cho ai? Báo bảo vệ tiếp đi sau khi dùng một chai soju. Sao gì nhìn nghiện ngập quá vậy? Mô thủy tiến vào ngôi làng. Và mô phù thủy đã quyết định dùng quyền gì đó. Bác thời săn rùng mình vì tiếng súng nổ thật to. Sau đó bác thời săn có vài động tác rồi lại tiếp tục đi ngủ. Ông già làng là người già nhất làng nên khó ngủ, đêm nào cũng thức. Và đêm nay ông già làng vẫn thức. Sau đó ông già làng đi ngủ, dân làng vẫn ngủ trong miên man. Rồi sau đó trời lại sáng. Con gà trống hôm nay bị căng tiếng nên ngáy hơi cháu giờ đâu quá. Ôi nhăn lên nào anh Giang ơi, ta dậy rồi. Dậy rồi đó. Dậy rồi. Ủa nó ngủ thiệt luôn rồi. Đêm qua khủng khiếp. Sao ghê vậy? Mà là một đêm rình rập xung quanh chúng ta. Không ai chết. Không ai chết. Vậy là bảo vệ. Có thể là bảo vệ người đúng. Đó bảo vệ đúng người rồi. Hoặc nó cắn vào là hoặc là sói
giết phù thủy, phù thủy bảo vệ mình. Cô thôi, giờ làng, giờ làng cũng mất mạng rồi đó. Phù thủy, sói nhắm cho phù thủy. Ừ, cũng có thể. Nhưng mà phù thủy lại bảo vệ mình nên là không chết. Đâu có à. Thợ săn là chết rồi, săn là chết không rồi. Còn thợ săn nữa đâu. Dân làng chết nè, thợ săn chết nè. Bây giờ chỉ còn sói. Phù thủy là còn. Phù thủy còn, già làng còn. Không, em không nghĩ là phù thủy còn. Tại vì nãy phù thủy anh Giang không có kêu là không kêu là dùng quyền gì hết trơn đi rồi đó. Định dùng quyền gì luôn á là xong. Chỉ còn người bảo vệ. Chỉ còn có bà bảo vệ. Bảo vệ còn bảo vệ già làng. Hai bà sói. Già làng. Già làng. Tại vì già làng mà chết là mất quyền năng, già làng vẫn còn. Ủa, bác tích là chức năng gì vậy? Bảo vệ. À phải. Nè, sao nè. Ai chà. Đang tìm một nhân vật. Nhân này hả? Chị có thể nói một câu chắc chắn ca biết. Tại sao ạ? Tại vì em là phù thủy. Hai nhân vật này nguy hiểm nè. Đúng. Ngồi trong hai cái này. Không, vậy là em nghĩ sao rồi. Tại vì em đã quăng ổng một lần. Đáng trước mà vòng trước, đêm trước mà ổng không chết. Huy. Hả? Tôi là một nhân vật quan trọng. Vậy là hiểu. Tôi mà chết là mọi người sẽ nguy kịch. Anh là gì? Già làng. Già làng. Già làng, tôi mà chết là mọi người sẽ nguy kịch liền. Tôi không, em phải bảo vệ tôi. Tôi phải lúc này tôi phải khai. Đúng. Tôi phải em khai. Em có cảm giác là đây là già làng nha. Em có cảm giác Huy là già làng. Còn chị là gì? Chị mới là người bảo vệ. Chị bảo vệ, chứ không chị bảo vệ. Em đã xác định được rồi. Lê Ngọc à. Chị là người bảo vệ. Bởi vì khi hồi nãy em nói. Nè, khi hồi nãy em nói bởi vì chị đã bảo vệ Karik. Ủa? Như vậy? Dán này chị bảo vệ ai? Ôi, dán này chị bảo vệ chị. Tại vì rất là hoảng sợ, mọi người sẽ giết chị. Hả? Không. Trời ơi, dán này bảo vệ biết mà. Bán vừa rồi, em bảo vệ Karik mà. Bán trước. Bán Karik. Anh hiểu chưa? Ờ rồi. Còn bà này là gì? Em là Nhân Lạc. Vậy là nó không phải mà đây mới đúng nè. Ừ, đây chúng mới đúng nè. Chúng ta quyết định cuối cùng 3, 2, 1 Karik. Chuyện gì đặt đúng không? Chưa, có việc quan miệng. Tại vì nãy giờ là em thấy rõ ràng là gà thua rồi. Không. Tại vì cái Vậy thì thôi chúng ta. Bây giờ con giỏi phải. Đó giờ 3, 2, 1 quyết định. Chị phải suy nghĩ kỹ đó nha Ngọc. 3, 2, 1 Gia Lan. Chọn Karik. Rồi. Rồi xong. Lên lầu 1. Lên lầu. Nhân làng xong. Tàn tàn tàn. Vậy còn con sói thôi. Tàn tàn sói. Ủa vậy chết rồi. Nhưng mà xong là hai sói hai nhân làng. Nhân làng chết rồi đó. Đâu có một con sói thôi. Sói chết hết rồi. Nhân làng hả? Yeah. Được chưa? Rồi vàng ép. Nhưng ai tìm được con sói còn lại ngoài Karik? Thì sói ơi, hãy dậy đi nào. Bác bảo vệ giật mình thức giấc. Thì xin hỏi bác bảo vệ có muốn bảo vệ cho ai không? Một phù thủy xuất hiện, cứu hay hại? Ốc thời gian xuất hiện và quyết định. Gia làng tỉnh dậy. Và dân làng. Đúng chưa? Và thưa quý vị, qua những trò chơi này các bạn thấy được tình cảm của chúng tôi kháng khích như thế nào, bình bạc ra sao. Thấy sự thông minh nữa. Sự thông minh, tin tưởng nhau. Thấy sự suôn sẻ nữa anh. Và những điều may rủi như những người ăn già của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi tình huống anh có thể xoay. Nhìn được trong cơ thể luôn cháy. Không dư thời gian để luyên thuyền. Đã là thành niên, phải thật là xiên. Không còn ở độ tuổi mà ngây thơ hồn nhiên. Một khi vào việc là anh tới luôn công chuyện. Mọi thứ tiến triển đưa tên tuổi anh lên mây. Cơ hội tỏa sáng anh đang nắm ở trên tay. Năng lượng lan chảy, biến thành đôi giày. Tất cả sẵn sàng, chơi là chạy.